Cơm nó phải dài chài ra tí nữa thì quăng nó nặng nó mới hóng chài. Kéo lên chả thấy con đéo. Đấy, thấy chưa? Phi độn chài. Đấy. Quả này hơi lặng đấy. Phi độn chài. Kéo lên thì thôi, 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 mày không bị. Vá. Hát lăn bừng ra đây giờ. Mẻ nhiều đấy, lúc này kiểu buổi chiều nó hay đi ăn. Nó giạt ở đây này, quăng từ đây vào cái lối kia là nhiều. Đấy, nó cứ tụt vụn, tụt vặt. Cá độn là chài đấy, vô lý con không được. Cá độn chài. Đấy. Chối. Chối. Đây con chuối trắng đây cô. Con này toàn chuối. Chuối trắng này bé tí. Đây là con này mới một kho. Chuối trắng đẹp nhỉ. Giống chuối này đẹp. Chuối thả xuống. Chuối này ăn gì? Góc này chắc là toàn chui bọt này, tầm giờ này là cá chui là ăn. Quay mà quay sáng ở biển đây.